Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sau nhiều vòng quảng bá, bộ phim cổ trang thời nhà Đường thuộc cập nhân ra với sự tham gia của Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành và các diễn viên khác, cuối cùng đã được công bố lịch phát sóng và sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 11 trên nền tảng Youku. Mặc dù bộ phim không thể đồng thời phát sóng trên các đài truyền hình như kỳ vọng, nhưng phim sẽ sớm lên sóng trên các đài và việc này đã được thông báo xác định. Điều này góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của bộ phim. Nhìn lại quá trình công bố lịch phát sóng của Thục Cẩm Nhân Gia, có thể thấy rằng bộ phim đã trải qua không ít khó khăn. Ban đầu, bộ phim dự định sẽ phát sóng vào mùa hè, nhưng do một số vấn đề với diễn viên và thay đổi lịch trình từ phía nền tảng, thời gian phát sóng đã bị trì hoãn nhiều lần, cho đến khi lịch phát sóng chính thức được ấn định vào gần cuối tháng 11. Mặc dù vậy, việc bộ phim có thể lên sóng đúng hẹn vẫn là tin vui đối với người hâm mộ. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, không phải bộ phim nào cũng có thể phát sóng đúng thời gian, và chất lượng sản xuất cũng như dàn diễn viên của Thục Cẩm Nhân Gia khiến nhiều người cảm thấy mong đợi. Là một bộ phim kết hợp giữa văn hóa Thục Cẩm và chủ đề kinh doanh trong bối cảnh cổ trang, Thục Cẩm Nhân Gia không chỉ có một cốt truyện chặt chẽ mà còn sở hữu dàn diễn viên đầy ấn tượng. Bộ phim xoay quanh sự truyền thừa văn hóa Thục Cẩm và câu chuyện kinh doanh, lấy sự trưởng thành và nỗ lực của nữ chính Quý Anh làm điểm tựa, khắc họa một câu chuyện truyền cảm hứng về một người phụ nữ vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Dù trong câu chuyện có một vài mối tình lãng mạn, nhưng chủ đề chính vẫn là sự khích lệ phụ nữ, về kinh doanh và sự truyền thừa của nghệ thuật nhuộm Thục Cẩm, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa độc đáo. Về mặt sản xuất, Thục Cẩm Nhân Gia cũng thể hiện được sự chuyên nghiệp cao. Trong một video đặc biệt được đăng tải trên trang Weibo, đoàn làm phim không chỉ nghiên cứu sâu về nghệ thuật nhuộm Thục Cẩm mà còn tái hiện chính xác các dụng cụ nhuộm cổ xưa, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của văn hóa truyền thống qua bộ phim. Sự đầu tư chi tiết này chắc chắn đã làm tăng thêm sự hấp dẫn cho bộ phim, cũng như nâng cao chất lượng tổng thể. Dàn diễn viên là một điểm sáng nổi bật của bộ phim. Đàm Tùng Vận, một trong những diễn viên tài năng của thế hệ GNS, nổi bật với diễn xuất vững vàng và khả năng hòa thân vào các vai diễn một cách ổn định. Mặc dù không phải là ngôi sao lưu lượng, cô vẫn luôn chứng tỏ thực lực qua các tác phẩm chất lượng và nhận được sự đánh giá cao từ khán giả. Lần trở lại với thể loại cổ trang, tạo hình của Đàm Tùng Vận mang đậm phong cách nhà Đường, vừa thanh thoát lại vừa mạnh mẽ, khiến người xem không khỏi ấn tượng. Trong khi đó, Trịnh Nghiệp Thành, một trong những diễn viên xuất sắc của thế hệ đồng thời, sở hữu ngoại hình đẹp và lôi cuốn, diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là khả năng thể hiện các cảnh hành động khiến khán giả rất mong đợi. Lần này, khi cùng Đàm Tùng Vận đóng vai chính, cả hai không chỉ là một cặp đôi lãng mạn mà còn là những người bạn đồng hành trong công việc kinh doanh. Những cảnh đối đầu giữa hai nhân vật sẽ là điểm sáng lớn trong bộ phim. Sự ăn ý giữa hai diễn viên, cộng với sức hút và danh tiếng của họ, sẽ giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Về thị trường chung, Thục Cẩm Nhân Gia nhận ra mắt vào tháng 12, một khoảng thời gian khá thoải mái về mặt cạnh tranh. Số lượng phim cổ trang phát sóng cùng thời điểm không nhiều và ít có tác phẩm nào có thể so sánh về chất lượng sản xuất và dàn diễn viên. Trong bối cảnh này, Thục Cẩm Nhân Gia có khả năng trở thành bộ phim cổ trang được yêu thích nhất trong tháng. Đặc biệt, sự yêu mến mà Đàm Tùng Vận đã tích lũy từ khán giả qua các tác phẩm trước sẽ càng củng cố sự chú ý đối với bộ phim. Tổng thể, từ kịch bản, sản xuất đến diễn xuất, Thục Cẩm Nhân Gia đều đạt chất lượng cao, khiến người xem không thể không mong đợi sự ra mắt chính thức của bộ phim. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận. Me, well then baby, I've a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I...